trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Quý vị và các bạn ơi, những hình ảnh trong đoạn video clip vừa rồi cũng đã giới thiệu về nhân vật đặc biệt trong chương trình Vui Khỏe Cùng Sao của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh để lắng nghe những chia sẻ rất thật của anh về cuộc sống cũng như những bí quyết chăm sóc sức khỏe của mình. Hãy cùng với Ốc Thanh Vân, chúng ta sẽ cùng vào thăm nhà của ca sĩ Quang Hà nhé. Xin chào Ốc Thanh Vân. Hôm nay không chỉ có một mình Ốc đến nhà anh chơi đâu, mà còn có tất cả những quý vị khán giả của chương trình Vui Khỏe Cùng Sao nữa. Và tất cả khán giả đều rất mong ngày hôm nay anh sẽ thoải mái chia sẻ những bí quyết vui khỏe của anh trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Vui Khỏe Cùng Sao trên O2 TV. Và xin lời chào Ốc Thanh Vân. Trước khi mình nói về công việc thì mình nói một chút về cuộc sống đời thường ha. Hiện nay thì anh đang ở đây cùng với những thành viên trong gia đình mình hay là như thế nào? Hiện tại thì gia đình của Hà đã ở Hà Nội và hết Sài Gòn rồi. Nhưng mà vì cái công việc ca hát của Quang Hà thì là cái giờ giấc rất là linh tinh. Chính vì thế nên là không có sống cùng với bố mẹ, mà bố mẹ thì ở nhà khác. Hà ở đây cùng với cả anh trai, đó là anh Quang Cường. Vậy thì nó thất thường như thế nào ạ? Thất thường là ví dụ như là có những hôm thì đi hát đến 2-3 giờ sáng. Có hôm thì 5-6 giờ sáng vì mình phải đi xa. Về đến nhà thì đã 5-6 giờ sáng rồi. Đó, thì có những hôm thì công việc của mình thường thường là bắt đầu từ 7 giờ tối trở đi. Đó, nhưng mà có những hôm thì phải đi hát ngay từ buổi chiều. Có những hôm thì phải dậy buổi sáng sớm. Thì cái công việc đó của mình nó không phù hợp với cả cách sống của một cái gia đình chuẩn mực. Có nghĩa là 10 giờ tối hoặc 11 giờ tối là phải lên giường đi ngủ. Đó, rồi 7-8 giờ sáng thì phải dậy. Thì có những cái hôm mà mình đi hát về khuya thì rõ ràng là mình được ngủ đến trưa hoặc đến chiều. Khi mà ca sĩ mà không có ngủ đủ giấc thì cái giọng hát cũng như là cái giọng nói của mình nó sẽ rất là không, nó rất là khàn, nó không có trong. Ngay cái vẻ bên ngoài của đúng mình rồi, vẻ bên ngoài của mình cũng sẽ rất là uể oải. Chính vì thế nên là bố mẹ ở riêng. Và mỗi khi mà có những cái ngày rảnh, những ngày ợp mà không phải đi hát thì bố mẹ hay là mọi người đều kéo đến nhà hoặc là rủ nhau nấu ăn hoặc là đi ăn, thì đó cũng là cái thời khắc mà cả nhà sum họp. Vậy thì cái quỹ thời gian như vậy thì anh chia ra như thế nào? Anh có luyện tập thể thao không hay là luyện tập vũ đạo rồi luyện thanh nữa, tức là ngoài cái thời gian đi hát trong một ngày? Rõ ràng là cái việc ca hát của mình ấy thì cái thời gian đi hát bắt đầu từ 7 giờ tối đến khuya, còn lại là mình chỉ dành những cái thời gian là từ 12 giờ trưa đổ đi. Đó, thì tất cả những cái công việc phụ đều mình phải giải quyết hết trong cái khoảng thời gian đó. Ví dụ như là tập hát, tập nhảy hay là gặp phóng viên trả lời báo chí, hoặc là nghe nhạc, hoặc tập bài hát mới. Ngay cả việc tập thể dục thể thao cũng vào trong khoảng thời gian đó. Anh đang tập môn thể dục thể thao nào? Tập đi bộ. Đi bộ cũng là một cái môn mà để cho cái giữ cái sức khỏe. Cũng như là đi bộ là một cái môn giống như là bơi đó. Bơi thì cũng là một cái hình thức đi bộ trên nước, trong nước. Đi bộ là một cái hình thức mà sẽ vận động hết cả tay chân, cả cơ thể của mình. Và nó không có làm cho mình bị mất quá nhiều sức. Và điều thứ hai nữa rằng là khi mà đi bộ thì cái mặt của mình sẽ hốc. Nó làm cho mình khi mà lên hình nó sẽ đẹp hơn. Và đi bộ cũng tập cho hơi của mình nó tốt hơn, nó dày hơn và nó dài hơn. Vừa đi bộ vừa hát thì cũng là một cái điều mà để cho cái hơi của mình nó dài hơn. Anh Hà, như bạn có nghĩ là anh đã nổi tiếng rồi, xong rồi anh đi ra ngoài đường rồi vừa đi bộ lại vừa hát nữa thì chắc là lại có nhiều khán giả chú ý. Tất nhiên là mình sẽ đeo cái headphone vào và mình đi vào công viên mình đi bộ đó. Ngày nào cũng vậy, ít nhất là 30 phút đi bộ khoảng độ 30 vòng quanh công viên Hoàng Văn Thụ. Gần nhà. Tiện hơn đó. Đúng không ạ? Và sau đó thì là cái khoảng thời gian đi bộ khoảng từ 5 giờ đến khoảng độ 5 rưỡi, khoảng 6 giờ kém mình về nhà là mình tắm rửa, ăn cơm. Xong rồi là mình chuẩn bị đi hát. Hà lại có cái thói quen là ít khi mà ăn cơm ở ngoài hàng. Ngày xưa khi mà mới vào Sài Gòn thì chuyên gia là cơm bụi. Nhưng mà khi mà mình đã có gia đình, mình đã có nhà thì Hà rất là thích tự nấu những cái món ăn miền Bắc cho bản thân mình. Và họa hoạn lắm là mới thấy Hà đi ăn ở ngoài hàng thôi. Anh tự nấu ăn luôn hả? Tự nấu ăn.
Thật ra thì mình vẫn khoái những cái món ăn miền Bắc mà nó ít ngọt hơn đó và nó lại mặn hơn. Ví dụ như là miền Bắc thì hay ăn rau muống này đó. Cùng với rau muống đó thì mình sẽ làm một cái món thịt chiên, ướp tỏi theo kiểu miền Bắc đó. Thưa quý vị, nãy giờ quý vị nghe anh Quang Hà chia sẻ, quý vị có cảm thấy yêu quý hơn con người của Quang Hà ngoài đời không ạ? Anh rất là gần gũi, vui vẻ mà lại rất là thật thà nữa khi chia sẻ với tất cả quý vị những gì liên quan đến cuộc sống của mình. Và nãy giờ thì em nghĩ rằng tất cả mọi người hoàn toàn có thể hình dung ra một ngày của anh như thế nào. Và nếu như mà quý vị nào muốn gặp anh Quang Hà thì chỉ cần canh 5 giờ chiều ra công viên Hoàng Văn Thụ thôi thì sẽ thấy một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa đi bộ, vừa hát nghêu ngao. Đó chính là anh Quang Hà đấy ạ. Vậy còn việc luyện tập vũ đạo thì sao anh? Khi mà có chương trình mà yêu cầu phải hát cùng với vũ đoàn thì rõ ràng là mình phải đi tập hoặc là ít nhiều ôn lại cái những cái bài hát đó, những cái động tác đó, hoặc là có những cái bài hát mới sôi động mà mình dựng cùng với vũ đoàn thì rõ ràng là mình dành thời gian để mình tập. Còn bản thân Hà thì Hà tập hát nhiều hơn và bao giờ cũng vậy, khi mà ngủ dậy thì bao giờ cũng dành nửa tiếng đồng hồ để mà mình luyện thanh. Anh tự luyện thanh tại nhà luôn? Hà tự luyện thanh cùng với cả đàn piano, hoặc là mình mở một cái bài hát nào đấy lên mình hát để xem cái giọng hát của mình hôm đó nó như thế nào. Khi mà mình ngủ thì bao giờ cái giọng hát của mình nó cũng sẽ bị co lại và mình phải work out nó từ từ. Vậy thì anh có cách nào, cái bí quyết nào để bảo vệ cái giọng hát của mình không? Bởi vì em nghĩ rằng đối với anh, giọng hát là một tài sản vô giá. Thật ra thì mình kiêng một số những đồ ăn, ví dụ như là ăn quá cay, ăn quá nóng, ăn quá mặn, quá lạnh. Tất nhiên là ăn quá lạnh là rất là quan trọng. Ngủ cũng vậy, mình không được ngủ quá lạnh. Nó làm cho cái cổ họng của mình nó bị khô, rồi nó sẽ không tốt cho cái giọng hát của mình đó. Rồi là thường xuyên là phải có những cái thời gian nhất định để cho cái giọng hát của mình nó có cái sự đàn hồi, nó có cái sự như là nhỉ, nó lấy lại cái sức lực của nó. Còn cái bộ máy của toàn cơ thể thì anh bảo toàn nó như thế nào? Như là Hà đã chia sẻ là Hà dành thời gian đi tập thể dục đó. Và thứ hai nữa rằng là mình cũng sống theo một cái nếp sống nhá, là ít đi vũ trường, không uống rượu, không hút thuốc lá, tất cả những cái đó, không dùng tất cả những cái gì nó gọi là kích thích trong cơ thể, thì bản thân mình sẽ có một cái sức khỏe phù hợp với cả cái công việc của mình. Đây Hà đang nói là mình không phải là mình khỏe như lực sĩ, nhưng mà mình phải có một cái sức khỏe để mình chịu được những cái công việc mình làm. Thứ hai nữa rằng là bản thân Hà cho đến ngày hôm nay, khi mà mình đã có rất là nhiều thứ về tiền bạc mình cũng không phải lo, nhưng mà Hà nghĩ rằng là quan trọng nhất trong một cái cuộc đời đó là cái điều sức khỏe và cái niềm vui khi mà mình sống đó. Và không có cái tiền nào mà mua được cái sức khỏe của mình hết. Bản thân Hà thì Hà vẫn phải dùng thuốc thường xuyên. Ví dụ như là mình phải bồi bổ cho thêm cho cơ thể mình, ngoài những cái thức ăn như là thịt, cá hay đầy đủ vitamin, thì mình vẫn phải dùng thêm như là C. Mình phải ăn thật nhiều hoa quả. Bản thân Hà là một người rất thích ăn hoa quả. Chính vì thế nên là luôn luôn trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có hoa quả, phải có trái cây. Đó là cũng là một cái điều mà để mình bồi bổ thêm những cái chất dinh dưỡng cho bản thân, cho cơ thể của mình. Rồi là uống thêm dầu cá, uống thêm những cái thuốc B tổng hợp, một ngày một viên, để cho bản thân mình, nếu như mình có đi xa hay mình có những cái lúc mà mình không có ăn uống đầy đủ về chất dinh dưỡng, thì mình vẫn có thể là đảm bảo được cho mình một cái năng lượng để mình hoạt động và mình chiến đấu. Anh ơi, nãy giờ thì anh đã chia sẻ với Úc về bí quyết chăm sóc sức khỏe thể chất rồi, vậy còn về tinh thần thì sao ạ? Hà nghĩ rằng là một cái người nghệ sĩ khi mà muốn sáng tạo những cái tác phẩm hay là những cái sản phẩm của mình thì luôn luôn cần có một cái tinh thần thật là vui vẻ và thoải mái. Bản thân Hà thì mặc dù là hát rất là nhiều ở những cái nơi ồn ào, nhưng bản thân Hà thì luôn luôn tìm cho mình những cái khoảng lặng hay là những cái không gian thật là romantic, thật là lãng mạn, thật là nhẹ nhàng và yên ắng để mà thư giãn. Hà nghĩ rằng là sống mà mình được làm những cái việc mình thích, mình được mọi người yêu mến, cũng như là mình có một cái tinh thần hết sức là sảng khoái và vui vẻ, thì đó là một cái điều quý giá. Ở trong này thì có tấm hình anh Quang Hà ôm đàn guitar hát nè. Hồi nãy thì thấy anh Quang Hà lại chơi piano. Vậy thì ngoài ca hát ra thì đó có phải là những cách để anh giải trí hay không? Hay là do cái đó là một phần phục vụ cho công việc? Trước tiên thì nó là một phần phục vụ cho công việc. Và một phần nữa là vì mình học ở trong trường thì mình được học thêm về đàn piano cũng như là đàn guitar, nên là mình có thể mình tự đệm cho mình hát được.
đó. Và có những khi là không có âm thanh, không có nhạc, không có ban nhạc thì mình vẫn có thể mình bập bõm cùng với cả guitar, một trong những cái nhạc cụ mà dễ mang đi phục vụ khán giả nhanh nhất, và cũng như là đánh đàn piano đó. Thì đó là những tất cả những cái để mình phục vụ phụ cho cái âm nhạc của mình. Và điều quan trọng hơn nữa là khi mà mình rảnh rỗi cũng như là những khi mình buồn thì mình vẫn có thể là mình đánh đàn, mặc dù là mình chỉ đánh đàn cho mình nghe thôi. Và vâng, thì xin được thay mặt cho những khán giả của chương trình Vui Khỏe Cùng Sao, xin được chúc cho tất cả những dự định của anh Quang Hà trong tương lai sẽ sớm trở thành hiện thực. Và điều quan trọng nhất là anh sẽ mãi vui khỏe như thế này, anh sẽ luôn luôn có một nguồn năng lượng dồi dào để có thể cống hiến và sáng tạo hơn nữa. Xin cảm ơn ông Thanh Vân rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vui Khỏe Cùng Sao trên O2 TV. Chúc Vân cũng như chúc tất cả quý vị sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để đảm bảo tốt công việc của mình cũng như là thật là vui vẻ trong cái cuộc sống gia đình của mình. Còn bây giờ, ca sĩ Quang Hà và Ốc Thanh Vân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.